Hello, xin chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn ghé đến kênh Thu Nguyễn Cuộc Sống ở Mỹ. Đây trước mặt Thu là ba cây nhãn sùng tím. Đây là những cái loại, những cái cây mà Thu nói Thu sưu tầm. Và bây giờ thì Thu sẽ quay từng chi tiết cho các cô chú, các anh chị coi nha. Lần trước thì có nhiều cái cả phải quay quá nên Thu đã không có đi vào từng chi tiết được nha. Bây giờ Thu sẽ quay rõ để các cô chú nhận biết cái nhãn sùng tím khác cái nhãn lông tím nó như thế nào nha. Đây nè, để giờ mình đi vô cái thác trước đi. Đây, cái thác thì Thu có ghi nhãn sùng tím. Thì nhân tiện đây, Thu cũng cảm ơn anh Khê đã mua ủng hộ Thu một cây nhãn sùng tím này. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và lần trước Thu có nói là ở vườn của Thu chỉ có 2 cây thôi. Và may mắn hôm nay Thu ra vườn Thu tìm thì được một cây thứ ba, thì nó cũng hơi lên chồi đây. Đó. Mấy năm về trước á, Thu khi mà mình coi trên YouTube, mình rất thích những cái hàng gọi là mới và độc lạ. Thì mình có phát hiện ra một cái giống nhãn mà nó có màu tím rất là đẹp. Khi mà mình đọc thì nó có tên là nhãn long tím. Trên hình ảnh của các cô chú đang xem đây là hình ảnh của cái nhãn long tím. Thì cái đặc điểm của cái cây nhãn long tím này á là sẽ có trái tím, lá tím và thân tím. Nhưng các cô chú nhìn kỹ cái lá của cái cây nhãn long tím á, nó sẽ rất là dài cái phong lá ha. Nó không có tròn phong lá như nhãn sùng tím. Thì cái giống nhãn này á ở bên Thu có rất là nhiều. Và rất là nhiều cây ghép, thậm chí bên Florida cũng vậy. Nhưng vì cái hột nó rất là bự nên là thị trường không được ưa chuộng và bây giờ được mang ra bán sale rất là nhiều. Bù lại đó, thì đây là cái hình ảnh mình quay để các cô chú coi ha. Cái màu sắc nó cũng rất là đẹp và bắt mắt. Thì nhiều người cứ lầm tưởng là nhãn tím chỉ có một loại, nhưng thực ra trên thị trường nó có 2 loại. Thu thì hồi đó cũng lầm tưởng như vậy đó, mình nghĩ là nó chỉ có một cái loại tím. Tính xách tiền ra mua một cái cây tốn khoảng 260 đồng rồi, nhưng 1-2 năm sau thì nó xuất hiện một cái dòng nhãn mới có tên là nhãn sùng tím. Và trước hình ảnh cô chú đây là cái loại nhãn sùng tím. Thì cái nhãn sùng tím này khi mình rờ mình sẽ thấy nó có tí lông nha. Và cái đầu của cái lá nó tròn, kèm theo cái gân lá nó có màu tím và hơi phết phết tím nha. Mới đầu nếu mà cô chú không biết phân biệt thì mình lại tưởng là cái dòng long tím cơ. Nhưng cái dòng sùng tím này theo Thu được biết, cái thị trường bên Mỹ và Florida mình chưa có thấy. Long tím thì đại trà nhưng sùng tím thì chưa hề có. Bởi vậy Thu chỉ có 2 cây. Và bây giờ thì Thu phát hiện ra một cây kể như ít ít nữa trong vườn nhà Thu. Thu sẽ bán một cây và giữ lại một cây để trồng. Thì không phải ai cũng có điều kiện để giữ tất cả những gì mà mình có. Nhiều lúc mình cũng cần phải bán ra. Miễn sao mà mình cảm thấy phù hợp và các cô chú nào cảm thấy phù hợp mà thích thú thì có thể mua. Thu cũng không có số lượng nhiều 200 cây hay là cả ngàn cây để bán trên thị trường đâu. Vì cái vấn đề không phải ai cũng có tài chính mạnh như vậy để nói là tôi có 1.000 cây. Những người mà nói ra số lượng mà tôi có 1.000 cây thì những người đó là đã giàu có và đã có rất là nhiều kinh phí rồi. Em thì em không có đủ nhiều kinh phí như vậy nên em chỉ có 2 cây thôi và em mang một cây ra em bán, một cây em giữ lại trong vườn. Đây là 2 dòng nhãn tím, 2 loại đều có trái màu tím nhưng chỉ khác nhau ở mỗi cái hột to và hột nhỏ thôi. Cảm ơn các cô chú đã xem video ngày hôm nay và hẹn gặp lại các cô chú vào những video sau. Thank you.